sách thế giới, tức là cho sinh viên. Tiếp tục cho bạn các cô bạn biết của mình nha. Cảm ơn em đã xem rất là nhiều. Mai chúng ta cùng đến với món quà của bạn con bài ở Cà Mau có chất thắng thắng và tiếng hát của ca sĩ Phương Thành. Thank you.